Chào cả nhà nha. Hôm nay thì chị em mình sẽ làm món cơm cháy. Thì cơm này là mình mới vừa nấu xong. Thì mình đã múc ra ngoài thao rồi. Bây giờ là mình sẽ đây, mình sẽ cho bột bắp, 2 muỗng bột bắp vào trong thao cơm này. Thì nguyên liệu của mình đó là có thêm tôm khô với lại thịt đùi nữa. Bé Nhung đang xắt thịt. 2 muỗng rồi. Bây giờ trộn đều lên. Heo bò tưởng ra. Cơm mình sẽ chuẩn bị vô có một chén nước muối nè, để khi nó dính rồi mình nè nhúng vô, mình nè nó sẽ múc cơm vô. Cái này mình để vô 2 giá cơm rồi nè nha. Dính thì mình nhúng trong cái chén nước muối nè. Đây, bây giờ mình sẽ thắng nước màu ở trên bếp luôn nha. Dầu này mình đã bỏ vô rồi, bây giờ mình sẽ cho đường vô. Wow. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi vô. Rồi bây giờ mình sẽ để thịt vô nha. Nãy mình đã để đường rồi, bây giờ mình sẽ dàn thêm xíu bột ngọt nữa nha. Và nước mắm nữa. Đây, đây nước mắm ngon. Đây, chút xíu nước mắm. Để cho thịt nó săn lại. Thắng mà
lát nữa mình chan lên trên cơm cháy đó. Rồi để dầu vô và giờ mình bắn hành vô. Rồi mình để vô đây chút xíu đường, chút muối. Thịt bây giờ gần được rồi cả nhà ơi, mình sẽ để tép mỡ lên, cho tép mỡ. Để tiêu lên nữa là xong. Cả nhà ơi, cơm cháy xong rồi nè cả nhà. Hấp dẫn quá, nhìn thấy cơm cháy đẹp quá. Rồi, mình ăn cũng đã chín luôn. Mình là thịt khá hấp dẫn. Bây giờ mình mời cả nhà ăn cơm cháy kho quạt với mình nha. Rồi, với chị em mình ăn thôi. Đây, cái đứa chàng bỏ hành lên. Nó ăn hành không? Có mỡ hành nó mới ngon. Rồi nha. Ăn nhiều không? Có để mắm hành với mấy con. Rồi. Rồi. Thật. Chán rồi nói nước luôn. Cái này là ăn bóp ngon. Cái này là đúng chắc. Chấm dính không? Đâu rồi? Cái muỗng này đâu rồi? Giận quá. Cái lỗ. Ngon lắm rồi. Ngon lắm luôn hả? Còn cũng thử rồi. Ngon quá. Ngon nữa. Ngon thật. Nó béo béo mà thơm nữa. Cơm, cơm cháy giòn nữa. Giống cái thịt anh. Ăn bắp quay không có bắp thịt được. Để chân. Bỏ tạc ham ăn nóng quá. Bỏ tạc ham ăn nóng. Nhưng mà dọn thêm một miếng thịt nữa mới ngon. Nhà bắt đầu chị Ngọc gói là cái này đậu nhân cái một luôn nha. Tham ăn dữ hả chị? Hết cái gì ngon của nó nè. Bất chấp. Cơm cháy nó giòn. Cơm cháy nó giòn mà nó như dây không quá khô. Thank you.
Thả gì vậy? Chứ nào hồi mình không làm gì. Không có về đâu. Lát nữa cột chị Ngọc thả. Chắc không bay đâu. Mệt quá. Lấy cái muỗng đi cho chị cái thịt nữa. Ngon quá cả nhà ơi, nhà có hơi ở nhà rất là nhiều nha, rất là an tâm.